Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn một cái món canh nhìn thì tưởng chừng như rất là đơn giản nhưng ăn rất là bổ dưỡng vào mùa đông đó các bạn ơi. Cái món canh này á, bạn nào mà bị cái phổi viêm phế quản hoặc là bị suyễn hoặc là bị ho mà vào trời lạnh mùa đông á thì chúng ta ăn cái rau này nè. Rau này gọi là rau thì là thì các bạn ăn vào á, mà các bạn hạp á, thì các bạn có thể hết ho. Mình ăn khoảng là 2-3 lần á, thì mình nấu ăn 2-3 lần thì nó ấm cái phổi đó, nhất là vào mùa đông rất là phù hợp với món canh này ha. Thì bây giờ mình chia sẻ cái nguyên liệu và mình giới thiệu cái món canh này là món canh ngót rau thì là mình chuyển giao từ món mặn qua. Thì cái món này ngày xa xưa á, thì ở vùng Bắc Bộ ăn nhiều hơn là ở miền Nam, và bây giờ cái xu thế ăn ăn uống phát triển lên á, thì cũng theo cái thời đại 4.0 thì ở miền Nam miền Trung cũng đều có ăn hết, nên mình sẽ đặt cái món canh này là canh ngót rau thì là ba miền. Thì cái món này á, có nhiều người á, người Nam không có biết ăn cái mùi rau thì là này, nhưng trên thực tế là một cái món ăn rất là bổ phổi. Và bây giờ mình giới thiệu cái nguyên liệu. Thì nguyên liệu chính á, là rau thì là và ít cái cọng hành lá. Có bạn nói là ở miền Tây các bạn không có cái hành ba rô này, ăn chay nhưng không ăn hành ba rô và chỉ có hành lá, thì các bạn ăn vì sức khỏe thì ăn hành lá bình thường ha. Còn những bạn mà ăn chay vì tâm linh, các bạn không ăn ngũ vị tân á, thì các bạn không bỏ hành là được. Và cái món canh thì là này á, nếu chúng ta ăn vì sức khỏe thì có thêm ít cọng hành nữa thì nêm nó rất là thơm. Đó là nguyên liệu chính của cái món này. Và kế đó là có, ở đây mình có hai loại nấm, nấm bào ngư và nấm kim châm. Thì cái món này các bạn có thể nấu với một cái nấm kim châm này thôi, không cần phải nấm bào ngư cũng được, nhưng mà nhà mình có thì mình nấu thêm để cho nó ngon. Và kế đó thì là đậu hũ. À, món này thì nhất định là phải có thêm, cũng là đưa vào nguyên liệu kế đó của rau thì là đậu hũ. Thì chúng ta có đậu hũ lụa thì chúng ta nấu, còn không có thì nấu đậu hũ trắng. Hôm nay mình nấu hai loại đậu hũ tại vì trong nhà có sẵn á. Đậu hũ lụa này thì chúng ta mua ở trong Bách Hóa Xanh hoặc là ở trong siêu thị đều có bán, rất là rẻ, chỉ có 8.000 đồng một cây thôi. À, rồi thêm cà chua đó, và thêm vài cái củ hành tím để mà mình phi cho nó thơm á, một trái ớt và các gia vị nêm á, thì thông thường. Món này á, thì mình có thể ăn với cơm trắng hoặc là với bún và kèm thêm một ít rau sống nữa, rất là ngon luôn các bạn. Mình ứng dụng cái món này từ món mặn qua món chay mà. Thì như bạn nào đã xem mình chia sẻ rồi á, thì mình ăn chay hơn 10 năm rồi. Mình ăn chay vì sức khỏe, tâm linh có một chút xíu trong đó thôi. Chủ yếu là vì sức khỏe, vì môi trường. Và mình đã chuẩn bị một dĩa bún và một dĩa rau rất là ngon. Rau này thì mình kiếm xung quanh vườn nhà mình đó các bạn. Rau xà lách này thì mình mua ở trong chợ, còn rau thơm và giá thì nhà mình trồng nuôi luôn á các bạn. Rau thơm cũng nhà trồng nuôi. Và một chén nước mắm chay. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi nấu ha các bạn. Cùng nhau đi nấu một cái món ăn rất là bổ dưỡng của mùa đông ha. Tất cả các nguyên liệu mình đã chế biến xong rồi các bạn, nhưng cái món này nó phổ biến nên mình không có chia sẻ cái nguyên liệu ha. Thì bây giờ mình nói trực tiếp ở đây luôn. Thì cái này rau thì là chúng ta cắt cái gốc để riêng một bên, với cả cái hành lá để riêng cái gốc ra, tí chúng ta cho vô trước, còn cái đầu non thì chúng ta để riêng ra ha. Nấm bào ngư này cọng nào nó to thì mình xé nó ra, và nấm này mình cắt thành 3 đoạn. Cà chua mình có hai trái thì các bạn sẽ cắt một trái múi cao như thế này nè. Nhưng mà các bạn nhớ là móc cái hột bỏ ra. Chúng ta đừng có để chừa cái hột, chúng ta bỏ hết cái hột ra. Nhưng mà cà chua này nó đặc ruột nên nó cũng ít hột nè các bạn. Vì sao cái cà chua này chúng ta ăn á, đây mình đã móc hột ra nè. Chúng ta ăn á thì nó rất là tốt cho sức khỏe. Trong cái loại rau củ quả tốt nhất là trái cà chua, mỗi ngày mỗi một buổi sáng chúng ta ăn hai trái thì chữa được cái chứng mà mất ngủ đó các bạn. Thế nhưng mà để cả cái hạt này mình ăn không có tốt cho sức khỏe. Bạn nào mà có cái chứng bệnh xương phù thì nó sẽ xương phù. Còn nếu như mà chúng ta ăn á, đúng cách thì rất là tốt cho sức khỏe. Mà chúng ta có thể ăn nhiều quá, một ngày nửa ký hay một ký như vậy thì không tốt cho sức khỏe ha. Đó, rồi đậu hũ mình cũng đã cắt ra rồi nè.
và hai trái cà chua thì một trái mình cắt như thế và còn một trái mình cắt hạt lựu. Thì các bạn cũng đã biết cắt hạt lựu, và đây là hành mà ba rô và hành tím mình cũng đã cắt xong. Bạn nào ăn chay thuần thì ăn ba rô, bạn nào mà ăn chay vì sức khỏe thì ăn được hành tím, hoặc là bạn nào không ăn hành thì khỏi bỏ hành ha. Mình chia sẻ là coi như là đa dạng cho các bạn ăn chay, thì các bạn cứ ứng dụng nấu. Các bạn không ăn hành, không ăn ngò thì bỏ ra thôi. Bây giờ mình đi nấu nha các bạn. Gia vị nêm thông thường, các bạn có gì thì các bạn nêm đó, không cầu kỳ. Dầu đã nóng rồi, chúng ta cho vô đây một chút xíu dầu nha các bạn. Ăn theo sở thích gia đình, các bạn thích ăn dầu nhiều hoặc là dầu ít. Mình thì mình ăn dầu ít thôi, tại vì mình ăn vì sức khỏe mà. Nồi nóng rồi, chúng ta cho cái hành này vào, chúng ta phi cho nó thơm. Hành thơm rồi, các bạn cho cái chén cà chua sắc hạt lựu nào vào đây các bạn xào. Khi các bạn cho cà chua vô xào, các bạn cho nhỏ lửa lại để cho cà chua nó ra cái màu cho nó đẹp ha các bạn. Các bạn cho lửa quá thì nó lớn, nó quá nó khét đó các bạn. Cho nhỏ lửa thôi, còn nếu như trường hợp nó khô quá thì chúng ta có thể cho vào đây một xíu nước, chừng mấy giọt thôi. Nếu như trường hợp nó khô các bạn, còn nếu như cà chua của các bạn mà đã chín rục rồi á, nó ra màu được á, thì các bạn không cần cho nước ha. Cái trái cà chua này của mình nó hơi sống sống nè, mình thử mình cho xíu nước để cho nó ra màu á các bạn. Đó, chúng ta cho cái nấm bào ngư này vào, chúng ta xào luôn ha. Chúng ta xào cho nó săn săn nấm lên. Bây giờ mình tiến hành nêm gia vị nha các bạn. Mình chia sẻ là các bạn cho cái nấm bào ngư này vào thì các bạn xào lửa trung bình cũng được, hoặc lửa lớn để cho nó thơm á, cho nó khử cái mùi hắc của nấm á các bạn. À, rồi đây nè, lửa nó rất là lớn đó, nó ra cái mùi hắc của nấm được á. Nhiều khi mình mua cái nấm nó nguội á các bạn. Rồi bây giờ mình tiến hành nêm gia vị ha. Hôm nay mình nấu cái này cho khoảng 3 người ăn, các bạn nêm khoảng nửa một muỗng cà phê muối các bạn. Các bạn nhìn mình nêm nè. Đó. Một muỗng bột nêm, mình nêm bằng cái muỗng nhựa này nó sẽ nhiều hơn cái muỗng cà phê mà uống cà phê á các bạn. Để các bạn cân bằng các bạn nêm. Mình thì nêm theo khẩu vị gia đình, và mình nêm thì không có cân đo đong đếm ở đây. Mình chia sẻ cho các bạn thôi. Đó, bột nêm, tại sao mình phải nêm bột nêm nhiều hơn là muối? Tại như mình đã chia sẻ, gia đình mình không có ăn bột ngọt. Và kế đó chúng ta nêm một ít đường phèn ha. Cái này mình có thể nêm nửa muỗng cà phê, à nửa muỗng canh đó các bạn. Như đây đường phèn nè, từ cái nấm này nó ngọt lắm, có thể là ít hơn tùy theo cái khẩu vị gia đình đó các bạn. Hôm nay mình nấu cái món này chua chua ngọt ngọt á, để mình ăn với bún. Và các bạn nêm một ít nước tương, nước tương thì nhà bạn nào cũng có ha. Một ít nước mắm chay, một ít dầu hào chay. Các bạn nào không có ăn chay thường xuyên, nhà không có dầu hào thì các bạn khỏi nêm cái dầu hào này ha. Một ít tương ớt hay là tương cà, món này nó hơi cay cay thì nó ngon hơn. Các bạn có tương ớt hay tương cà gì, các bạn bỏ thêm một chút xíu, nó hơi cay cay thì nó ngon, mà các bạn bỏ ít thôi, nhiều khi em bé ăn không được. Rồi cái mùi nó đã rất là thơm rồi các bạn ơi, nghe nó đói bụng, đói lắm luôn, nghe mùi rất là thơm luôn các bạn. Và sau đó các bạn xào cái hỗn hợp này lên. Ôi ơi, mùi nó thơm, nghe nó đói bụng mà nó ngào ngạt mà đã cũng có màu rất là đẹp luôn nè các bạn. Và sau đó bây giờ là mình châm nước vô đây mình nấu. Mình sử dụng nước sôi nha các bạn, cho nó vừa nhanh sôi mà cái món ăn nó sẽ ngon hơn là các bạn dùng nước lạnh ha. Các bạn đổ nước lạnh vô cũng được, nhưng mà nó sẽ không có ngon bằng mà đổ nước sôi như thế này. Mình đổ bằng nước sôi bình thủy nè các bạn. Mình chuẩn bị trước khi nấu thì mình chuẩn bị nước sôi đi ha, thì nó sẽ tăng thêm cái hương vị ngon hơn. Bởi vậy nói một nồi canh á, người này nấu nó ngon mà người kia sao nấu không ngon bằng. Nhiều khi á là cái kỹ thuật nấu á các bạn, gọi là nghệ thuật hay là công nghệ nấu nữa đó. Cái gì nó cũng có cái công nghệ ha. Thì các bạn nấu đúng cách nó sẽ ngon hơn. Và đợi cho sôi thì chúng ta tiến hành nêm các cái nguyên liệu đậu hũ này nọ vô ha. Thì các bạn đừng có rời màn hình để xem cho hết cái công thức mình nấu cái món ăn ngon này ha. Wow, cái nồi canh đã sôi rồi, các bạn vớt mấy cái bọt này ra ha. Nó có mấy cái bọt này các bạn vớt ra.
cái bọt đó là bọt dơ của món ăn á các bạn. Nó giống như nó có mấy cái này kia đó, nó nổi bọt lên á, thì mình vớt nó ra món ăn mình để tới chiều nó không bị chua á các bạn. Giống như là các bạn nấu canh mà có bọt các bạn vớt ra cái món ăn các bạn để nó kéo dài cái thời gian được hơn. Và bây giờ mình tiến hành bỏ cái nấm kim châm vô ha. Các bạn bỏ cái gốc nấm kim châm vô trước. Và sau đó các bạn bỏ luôn cà chua vô đây. Chúng ta bỏ tiếp cái đọt nấm non của cái kim châm vô. Cái gốc thì mình cần nấu cho nó kỹ hơn á các bạn. Cái gốc nấm á, cái đọt non thì mình bỏ vô sau. Mình chia sẻ ha, các bạn ở nhà có tương cà, tương ớt thì bỏ, không có thì các bạn không cần bỏ cũng vẫn ngon như thường các bạn ha. Mà mình có thì mình bỏ vô thì nó ngon hơn. Nồi canh của mình rất ngon rồi nè các bạn, ăn với bún hoặc ăn với cơm trắng cũng sẽ rất là ngon. Và bây giờ mình bỏ cái đậu hũ non vô nữa ha. Nồi canh của mình rất là thơm và rất là ngon các bạn. Mình bỏ cái đậu hũ trắng này vô trước đi. Kế đó là các bạn cho luôn cái đậu hũ non này vô. Rất là ngon luôn, nồi canh của mình rất là hấp dẫn luôn các bạn. Nồi canh này có thể ăn được 4 người. Hồi nãy mình nói là gia đình mình nấu cho 2-3 người ăn, nhưng mà bây giờ mình nấu có chút xíu nguyên liệu mà ra quá trời luôn. Rất là ngon, thơm lắm các bạn ơi. Canh sôi rồi các bạn cho cái gốc rau thì là và cái đầu hành vô trước ha. Đầu hành thì nó lâu chín hơn. Mình cho cái này vô trước đi. Nó rất là thơm ngon rồi các bạn. Rất là vi diệu luôn nè, một nồi canh nè, rất là đơn giản nhưng mà rất là ngon. Thơm lắm các bạn ơi. Thơm mùi thì là nè, mùi đậu hũ nè, mùi nấm nè, rất là thơm ngon luôn. Canh lại rất sôi rồi thì mình cho cái rau đọt non của rau thì là các bạn. Cái non này mình bỏ sau cùng. Và cuối cùng là xong rồi nè các bạn. Các bạn nêm vô đây một ít tiêu và ít lát ớt nữa ha. Được rồi các bạn, tắt bếp. Và mình nêm vô đây một xíu tiêu nữa cho nó tăng cái vị thơm á các bạn. Đó, một xíu tiêu và vài ba lát ớt nữa. Nếu như nhà có em bé thì chúng ta hạn chế nêm ớt. Nhà mình hôm nay mình nấu cho người lớn ăn không à. Mình cho mấy lát ớt vô đây nữa. Một nồi canh rất là ngon, rất là tuyệt vời luôn. Và mình đã hoàn thành cái nồi canh. Bây giờ mình múc mình chan vô bún mình ăn thôi các bạn. Và bây giờ mình chan vô tô bún mình ăn ha. Và mình múc cái canh này mình chan vô bún mình ăn nóng luôn. Hoặc là các bạn ăn với cơm trắng. Rất là ngon luôn á các bạn. Đầy đủ các nguyên liệu nè. Mình nấu có đậu hũ non nè. Đậu hũ trắng, đậu hũ non. Rồi các hai loại nấm. Các bạn nấu một loại nấm cũng được. Ví dụ như các bạn nấu thì một loại nấm thì các bạn nấu nấm kim châm thì nó ngon hơn ha. Một nồi canh rất là hấp dẫn. Rất là ngon, rất là đẹp, sang. Mình vớt một cọng ớt nữa mình bỏ lên cái tô bún. Và chúng ta ăn như vậy với cơm trắng hoặc là ăn với bún cũng rất là ngon. Món này là món ở trong nhà hàng nha các bạn. Trong nhà hàng có cái món ăn này nha. Tự món ăn này là món ăn bổ dưỡng mà. Thì bây giờ mình bỏ ít rau vô nữa. Các bạn ăn theo ý thích ha. Có thể ăn như vậy hoặc ăn thêm ít rau nữa. Rất là ngon luôn các bạn. Wow, mình đã múc ra cái tô nè, nhìn rất là hấp dẫn, rất là ngon và rất là thơm, đẹp sang ha các bạn. Cái món này á, rất là dân dã nhưng ngược lại á, nhìn vô nó rất là sang trọng, người ta không có biết là mình ăn món dân dã đâu. Rất là ngon luôn nè các bạn. Đây, mình chan vô với bún rồi ha, và đây là rau sống nè. Bây giờ mình bỏ mấy cọng rau vô mình ăn cho nó tăng thêm cái hương vị ngon lên các bạn. Và nếu lạc thì bạn nào mà ăn mặn 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 thì có thêm một chén nước mắm và mấy cái miếng ớt nữa. Nghe mùi thôi đã thèm rồi các bạn. Ngon quá. Bắt đầu mình chia sẻ ăn nè. Mình mời các bạn cùng dùng với gia đình nhà mình nha. Rồi một bữa ăn chay của gia đình nhà mình nè các bạn ơi. Ăn sáng hay là ăn trưa, ăn chiều gì cũng được hết ha. Rất là ngon. Ăn chiều cũng tốt luôn. Đêm không có ho. Bạn nào mà khẹt khẹt á, là các bạn ăn cái này vô là các bạn nghỉ ho luôn, ngủ vi vu luôn, rất là ấm phổi. Bây giờ mình cho thêm ít cái cọng rau vô đây nữa nè. Mình thì mình thích ăn rau nhiều, bạn nào không ăn rau thì khỏi cho mấy cọng giá vô. Và các bạn cho mấy cái cọng rau vô. Đó, là một món canh, nhưng mà chúng ta lại ăn được với bún, canh ngót, rất là ngon luôn. Bạn nào mà ở miền Bắc mà thích ăn chua chua nữa thì chúng ta có thể cho vô thêm mấy ít lát khế chua nữa ha.
Rất là ngon luôn các bạn. Và mình cho vào đây ít cái cọng rau thơm. Đó, rất là hấp dẫn luôn ha. Món ăn ba miền, miền nào ăn cũng được hết. Và mình trộn nó lên nè các bạn. Trộn lên nè. Đó, rất là ngon luôn. Rất là hấp dẫn. Nhìn các cái nấm này nè, nó giống như những miếng thịt gà mà xé vậy đó. Đó, mình ăn không phải tưởng. Mình xin lỗi các bạn nha. Nhiều lúc các bạn mấy bà này bà ăn chay, sao bà cứ tưởng. Thật ra là mình ăn vì sức khỏe, cũng có một chút tâm linh, nhưng mà tại vì các cái món ăn chay á, nó ngon lắm các bạn ơi. Mình cảm giác có nhiều món nó rất là ngon luôn, nó rất là dễ ăn. Nó ngon hơn cả đồ mặn luôn á các bạn. Cái món này mình nấu á, các bạn nấu mà với cá chưa chắc gì đã ngon bằng nấu với nấm như vậy đâu ha. Mình khẳng định như vậy luôn, và các bạn ứng dụng nấu thử đi. Nếu các bạn không có nấm bào ngư thì các bạn nấu bằng kim châm. Chứ chúng ta không thể nào mà bỏ cái món nấm kim châm để chúng ta nấu bào ngư được ha. Nấu bào ngư nó cũng được đó, nhưng nó sẽ không có thành công, nó không có ngon bằng nấm kim châm. Và mình đã ứng dụng trong rất là nhiều năm, nhiều lần rồi. Và bây giờ mình mời các bạn dùng với gia đình nhà mình nha. Mình ăn thử một miếng nấm nè. Mình chấm một miếng nước mắm nè. Ngon lắm các bạn ơi. Nấm thì giòn, ngọt. Nó rau thì là, với lại là hành lá, rồi hành ba rô, rồi hành tím, nó quện vô với nhau, nó thấm vô trong cái miếng nấm. Nấm này hồi nãy mình xào á, nó rất là thấm, nó rất là ngon, ăn nó rất là đã luôn các bạn. Ăn mà nó thấm vô cái tim ốc luôn á, nó ngon lắm luôn, không diễn tả được cái vị ngon của nó. Mình chấm một miếng đậu hũ. Đậu hũ thì béo thơm mùi đậu nành, nếu mà các bạn biết làm nữa thì rất là ngon. Và mình ăn một miếng rau với lại miếng bún ha, nó thấm ngon lắm các bạn ơi, rất là tuyệt vời. Nấm nước ngọt lắm các bạn ơi, nước nấm ra ngọt lắm. Bạn nào mà ở quê mà nhà có dừa nữa ha, các bạn chặt đập vô thêm một miếng nước dừa nữa, trời ơi vi diệu luôn á các bạn, rất là ngon luôn. Mình mời các bạn dùng với gia đình nhà mình nha, rất là ngon các bạn ơi, ngon quá. Em nhất là không nói gì hết vậy, ngon quá. không nói được hả? Ngon quá, không nói luôn, ngon quá à. Mình ăn một miếng cái đậu hũ non này coi nó béo tới cỡ nào. Béo lắm các bạn ơi, ngon béo mà ngấm vô cái tay luôn á, ngon quá. Ôi, ăn cái miếng đậu hũ này nó ngọt nè. Đậu hũ này là đậu hũ lụa mà, nó rất là ngọt luôn. Chấm xíu nước mắm vô nữa. Ngon lắm các bạn ơi, nó béo mà nó ngấm vô ăn nó ngon. Món này người ta hay gọi, mấy người trong nhà hàng người ta đặt á là cái gì? Ốc khỉ là trao, là trao. Cà bắp chấm với trao là gọi là ngà voi chấm ốc khỉ. Các bạn thông cảm, nhiều khi mượn tên của món mặn thôi, chứ tất cả là ăn chay hết. Ngon lắm các bạn ơi. Các bạn nào mà chưa có đăng ký kênh á thì bấm đăng ký kênh để nhận các cái video tiếp theo mình chia sẻ rất là nhiều cái món ăn ngon hơn nữa. Tại vì mình không quảng cáo gì, mình từng làm quán nhà hàng rồi mà, là của mình luôn chứ mình đứng bếp luôn, và rất là thành công. Nên giờ do dịch bệnh á, nhà nước bắt giãn cách đóng cửa hoài nên mình nghỉ, và sức khỏe của bà chị mình đây cũng yếu rồi, gần 60 tuổi rồi, không có làm nổi nữa, bị té nhiều lần á. Còn đó mình tham không nổi, mình nghĩ mình rất là nhớ nghề, nên là mình mở YouTube ra để mình chia sẻ với các bạn á, các cái món ăn theo cái công thức của mình, ứng dụng từ món mặn chuyển giao qua món chay. Ngày xưa mình là đầu bếp mặn mà,
Nhưng mà mình đâu có làm trong lĩnh vực này đâu, mình đi làm công sở nhà nước không à, mình mới nghỉ nghỉ được mấy năm nay, nghỉ hưu non. Bây giờ mình về mình chia sẻ cái kênh YouTube này, các bạn đăng ký ủng hộ mình nha, like share chia sẻ, rồi mình cũng sẽ đăng ký ủng hộ, like share chia sẻ ủng hộ các bạn cho kênh nó phát triển, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau. Mình chủ yếu chia sẻ bằng cái tâm thôi. Với lại cuộc sống mình giờ cũng rảnh rỗi nè, không còn cuồng quay kiếm tiền nữa, nên là mình chia sẻ với các bạn. Món này các bạn ăn với lại rau rau húng lủi á, các loại rau thơm khác cũng được, nó càng tăng cái hương vị thêm nữa, rất là ngon, ăn đã lắm các bạn ơi, ngon lắm. À, video hôm nay nó cũng khá khá rồi đó, nó dài á, mình ở dứt video ở đây ha. Mình chúc các bạn có những bữa cơm gia đình ngon và vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Mình xin chào các bạn ha, chào.